Vâng, thưa các anh chị em, ngày hôm nay đã là ngày mùng 4 Tết rồi. Và nếu tôi không lầm thì ngày mùng 5, tức là ngày mai, sẽ bắt đầu có những cái cuộc gọi là tổ chức mừng cái gọi là ngày gọi là chiến dịch chiến thắng Mậu Thân. Ngày hôm nay bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi sẽ cố gắng để không trôi nổi vào những vấn đề như vậy, những vấn đề gọi là vấn đề đau đớn, vấn đề đau lòng. Bởi vì thiết nghĩ rằng đã có nhiều các anh chị em khác đã nói, đã và sẽ làm những live stream, sẽ viết những bài viết để đem lại cái sự thật về về cho công luận, về cho dư luận, về cho chúng ta. Vâng, thưa xin kính chào các anh chị em. Bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi sẽ cố gắng trong một cái mảng đề tài nó liên quan đến một phần nào đó về tâm linh, một phần nào đó về lịch sử và một phần nào đó về về huyền sử. Bởi theo cái suy nghĩ của tôi, sau khi đã sinh hoạt chung với những người tôi gọi là những người lạ, những người đáng kính, đặc biệt là một người tôi đã coi là thầy, đã gọi là thầy, đó là linh mục, giáo sư, triết gia Lương Kim Định. Linh mục, giáo sư, triết gia Lương Kim Định, trước khi tôi vào tù tại Việt Nam, có được làm việc với người một cách hết sức đặc biệt. Và sau cái thời gian làm việc đó thì thú thực là tôi không coi đó là một vị linh mục nữa. Nó vượt lên trên một vị linh mục, nó vượt lên trên để gần gũi hơn với thao thức của dân tộc. Và tôi gọi vị linh mục đó bằng chữ là cụ, cụ Kim Định. Tôi biết đến và quan tâm sát sao đến tư tưởng và suy nghĩ của cụ Lương Kim Định là từ năm 1984, cuối năm 1984. Trước đó, từ rất sớm, tôi có đọc được một số những cuốn sách của tủ sách của Lương Kim Định. Một số những sách vở được dạy tại một số những khóa triết triết học tại miền Nam Việt Nam, tại các trường đại học mang tính cách triết. Và năm 1984, sau khi cụ Lương Kim Định có một cuộc hội thảo hết sức đặc biệt tại Đài Loan. Cuộc hội thảo đó, cụ Lương Kim Định đưa ra một thuyết, đó là đạo trường chung cho Đông Á. Và đó chính là điều mà tôi quan tâm, nó là động lực để cho tôi theo dõi. Để từ đó bắt đầu, tôi nghĩ tôi rất giống như các bạn trẻ ngày hôm nay, là chúng ta đi từ những khởi đầu mơ hồ, chúng ta đi từ những khởi đầu hoang mang. Lúc đó dẫu rằng có được đọc rất nhiều những sách vở, kể cả những trang tạp chí của miền Nam Việt Nam, nhưng đâu đó tôi vẫn thấy rằng lạc Việt là một điều gì đó xa vời, là một điều gì đó là nhỏ nhoi. Âu Việt là một điều gì đó gần như không có. Và Đông Việt, Tây Việt thì tôi hoàn toàn tôi không nhận ra. Biết được Nam Việt thời Triệu Đà, nhưng không tường tận được Đông Việt là ai, là thế nào, Tây Việt là ai, là thế nào, Mân Việt như thế nào,
Chiết Giang có phải là Việt Nam hay không, có phải là trong dòng Bách Việt hay không, có phải là Lạc Việt hay không, hay là Ngô Việt. Và cha ông của chúng ta hay có một cái câu gọi là đầu Ngô mình Sở. Vậy Ngô là gì, Sở là gì, họ có phải là Việt hay không, trong dòng Bách Việt hay không? Vâng, để tiếp tục đi vào trong những suy nghĩ đó, tôi xin phép cùng với nhau chúng ta nghe một khúc nhạc của những người Việt, mà hôm qua ngày hôm nay họ gọi là những người Hán, những người Trung Hoa. Ngày hôm nay họ gọi những người Việt này là một dân tộc thiểu số, Dinh, dân tộc Kinh. Và đây là một số những tiết điệu rất quen thuộc, nó như nó nằm sâu trong tiềm thức của những người Việt cổ, đâu đó nơi những vùng biên giới, nơi những dân tộc họ còn mang hết sức đặc biệt. Tiếng đàn bầu. Vâng, thưa các anh chị em, tiếng đàn bầu có lẽ nó là điều mà làm cho chúng ta day dứt, làm cho chúng ta thổn thức. Và ngày hôm nay tôi mặc chiếc áo này, bên trong các anh chị sẽ ngạc nhiên, tôi nghĩ rằng như vậy. Các anh chị em sẽ ngạc nhiên rằng tại sao Phạm Văn Thành ngày hôm nay rất tàu. Vâng, bên trong của tôi gì đó rất là tàu. Và phải chăng tôi là tàu? Và tàu là gì? Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta cần phải nhìn rất rõ về một câu mà tổ phụ chúng ta hay nói, đó là đạo mất trước, nước sẽ mất sau. Vâng, thưa các anh chị em, cha ông của chúng ta, tôi gọi là cuộc Nam Tiến, cuộc Nam Tiến ngàn năm, chứ không phải cuộc Nam Tiến 100, 200 năm vừa qua, 300 năm vừa qua, từ Nghệ An vào tới Rạch Giá và tới Kiên Giang. Tôi gọi là cuộc Nam Tiến, hay là cuộc trở lại Đông Nam Á của tổ phụ của chúng ta, sự trở lại của nền văn minh lúa nước. Bởi vì cho tới giờ này, hạt châu cổ nhất mà thế giới tìm được, thế giới đào được, không phải là ở vùng lãnh thổ mà ngày hôm nay gọi là của Trung Quốc, không phải là ở Quảng Đông, không phải là ở Quảng Tây, không phải là ở Chiết Giang, không phải là ở Hồ Nam, mà là ở Chiang Mai, Thái Lan. Sở dĩ người ta đào được ở Chiang Mai, Thái Lan là bởi vì vùng đất của Chiang Mai, Thái Lan nó không phải là vùng đất dễ ngập lụt giống như là phương Nam của chúng ta, Cửu Long của chúng ta. Và thuở xa xưa, Chiang Mai và vùng Cửu Long của chúng ta, thậm chí tới vùng Biên Hòa, là một bình nguyên chạy dài sang tới Mã Lai Á. Vì thế mới có những giả thuyết của một học giả trước thời năm 1975, đó là tác giả Bình Nguyên Lộc. Thời bấy giờ ông Bình Nguyên Lộc có trình làng một tác phẩm. Đầu đề của tác phẩm đó là nguồn gốc Mã Lai của dân tộc Việt Nam. Và đề tài đó có rất nhiều những sự tranh cãi, và cũng đón nhận rất nhiều
những sự lăng mạ và những sự cười cợt. Bản thân tôi cũng là một người từng cười cợt về cái giả thuyết đó, nguồn gốc Mã Lai của dân tộc Việt Nam. Thưa các anh chị em, sau này càng lớn, càng già đi, càng lăn vào cuộc chiến đấu, đâu đó tôi mới thấy rằng ông Bình Nguyên Lộc có lý. Chỉ có khác một điều rằng ông Bình Nguyên Lộc gọi cái chữ dân tộc Việt Nam thì nó có vẻ hơi cố cựa. Chúng ta, tôi nghĩ rằng chúng ta không có một cái dân tộc nào gọi là dân tộc Việt Nam cả. Việt Nam là một cái tên rất mới. Nó mới xuất hiện khoảng chừng 3 đến 400 năm nay mà thôi. Đại Việt cũng không phải là một giống dân, cũng không phải là một dân tộc. Nó là tên của một quốc gia, nó là tên của một nước. Trong nước đó có nhiều dân tộc. Và dân tộc chủ, ngày hôm nay có nhiều người cũng vẫn đặt câu hỏi, Kinh phải chăng là một dân tộc? Hay Kinh chỉ là một cái tên gọi của những người thành phố để đối lập lại với những người miền thượng, tức là người Kinh và người thượng? Tôi nghĩ rằng một số các anh chị em đang cố cãi không có dân tộc nào là dân tộc Kinh hết, thì các anh chị em đó chỉ là từ suy luận từ cái chữ thượng và Kinh để đưa ra một cái câu kết luận rằng không có dân tộc Kinh. Vâng, thưa các anh chị em, chúng ta vừa nghe một tác phẩm đàn bầu. Đó là một tác phẩm do một người Việt trình bày. Dĩ nhiên người Việt không phải là người Việt Nam. Người Việt họ là những người bám rễ ở lại trên cái vùng đất Bách Việt. Mà ngày hôm nay trong sử sách, trong sách vở chính thống của Trung Hoa Cộng sản gọi đó là những người Việt là một phương, gọi là một người địa phương, những người địa phương, những người dân tộc thiểu số. Và dân tộc Việt, dân tộc Kinh đó, Lạc Việt, Âu Việt đó, từ đâu mà ra, từ đâu mà đến? Trước đây khi tôi tìm hiểu về những điều ông Bình Nguyên Lộc viết, và đặc biệt về những điều cụ Lương Kim Định. Cụ Lương Kim Định là một giáo sư thần học, tức là một tiến sĩ thần học triết Tây và triết Đông. Thần học kể cả triết Tây cũng là tiến sĩ, và thần học triết Đông cũng là tiến sĩ cấp quốc tế của Pháp, chứ không phải là tiến sĩ kiểu như của Việt Nam hiện nay. Đó là một người trí thức, đó là một người con của đất Nam Định. Cụ là người hành thiện, Lương Kim Định, cụ là người hành thiện. Và qua cái sự trình bày của cụ Lương Kim Định, triết gia nổi tiếng, năm 1984, bài trình bày cái tese, tức như là một cái luận án, mang tựa đề là Đạo trường chung cho Đông Á, đã làm cả một cái hội trường toàn các triết gia quy tụ hầu hết tại vùng Á Châu, cả Nhật Bản lẫn Triều Tiên, và đặc biệt là những học giả tại Đài Loan. Những vị triết gia đã đều đã phải đứng lên để tán thưởng cái tinh thần và cái ý thức mà triết thuyết đó nêu ra. Triết thuyết đó đưa cho những người quan sát, những người tìm hiểu nhìn thấy cả một cái hệ Bách Việt rộng lớn. Cả một cái vùng đất Bách Việt rộng lớn đều mang một cái gốc chủ, đó là Việt. Để người ta thấy rằng cái gọi là Hán nó có sau Việt rất lâu. Khi sau cái Tần mới đến cái Hán, thì trước cái Tần đã có cái Việt. Nho cũng vậy. Ngày hôm nay rất nhiều người chỉ có nói rằng là chữ Hán. Thưa các anh chị em, đây có phải là chữ Hán hay không? Đây có phải là chữ Tàu hay không?
Chúng ta cần phải chia sẻ với nhau một cách rõ ràng rằng người Hán không có chữ. Tần Thủy Hoàng, tại sao Tần Thủy Hoàng đốt sách? Tại sao Tần Thủy Hoàng chôn nho? Khoảng 3.000 năm trước, chúng ta có một giai đoạn rực rỡ của nền văn minh và văn hóa mang cái gốc gọi là Nho học. Việt Nho khi ấy đã có rồi. Nhà Tần chỉ có một cái công, đó là công giết những người trái lập, những người đối lập đối với mình. Kể cả những ngôn ngữ, kể cả những chữ viết, trong đó có cái chữ viết con nòng nọc của chúng ta, của người Việt Mường của chúng ta. Mà thời gian mới đây khoảng 3 năm gần đây có một vị giáo làng, tôi trân trọng tôi gọi đó là vị giáo làng. Đây là người đã đọc được những mẫu chữ trên các thạc và trên các trống đồng. Và đã làm được gần như một bộ tự vị. Không phải làm được mà đã đọc lại được, đã khoa học lại được thành tự vị, thành bảng chữ cái của ba chữ chúng ta gọi là chữ nòng nọc, tức là cổ xưa trên đất Bách Việt có hai thứ chữ, chữ điểu ngữ và chữ con nòng nọc. Chữ con nòng nọc ngày hôm nay người Thái và người Lào đâu đó còn ảnh hưởng. Và thời Bà Trưng hiển lộ rất rõ nơi tất cả những cái vật thờ bằng đồng mà còn sót lại cho tới ngày hôm nay. Điều đáng mừng là chúng ta đã có những người đọc được và làm thành bộ chữ để kiến giải những văn tự như thế, thậm chí để học. Rất tiếc những người cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam suốt 7-8 năm nay không thèm ngó ngàng gì đến cái công trình nghiên cứu của một vị giáo sư đó, tôi trân trọng gọi là giáo sư. Tôi nghĩ đây là điều tiếc nhất cho tới ngày hôm nay. Ước mong sao đất nước của chúng ta mau sớm thanh bình, để những công trình như vậy, những công trình tìm về tổ phụ, tìm những tiếng nói của tổ phụ như vậy, được xiển dương, được nhìn nhận một cách chính xác, để cho chúng ta nhìn thấy rằng cái gọi là chữ Hán ngày hôm nay là của tổ tiên của chúng ta, Bách Việt, điểu ngữ của Bách Việt. Hán là người Hồ Bắc, không phải là người Hoa Nam nữa, đó là người Hoa Bắc. Và văn hóa, văn minh của người Hồ Bắc là trên lưng ngựa. Họ là một giống dân du mục, đi cướp đất, cướp lãnh thổ. Và trên cái trạng cướp đất, cướp lãnh thổ đó, họ đã tràn xuống Trung Nguyên, tức là vùng Giang Nam của đất nước Trung Hoa bây giờ. Tại sao gọi là Giang Nam? Là bờ nam của sông Dương Tử, bờ nam của dòng Trường Giang. Trải dài những cái vùng đặc biệt văn minh văn hóa đó, vùng Giang Nam, vùng Chiết Giang và vùng Thượng Hải ngày hôm nay. Vùng Thượng Hải ngày hôm nay chính là vùng đất của thời Việt Vương Câu Tiễn, tức là vùng Cối Kê. Việt Vương Câu Tiễn chỉ là một vị vua kế thừa sau nhiều trăm năm của một dòng Việt lớn thời hoang dã đó, thời hoang sơ xa xưa đó. Và khi chúng ta chịu tìm hiểu, chúng ta chịu nghiền ngẫm, thì chúng ta cũng thấy đâu đó cái hình bóng chữ nôm của chúng ta nó có một điều gì đó tương đồng với sự xuất xứ của cái chữ, của chữ Triều Tiên ngày hôm nay và chữ của người Nhật Bản của ngày hôm nay. Tại sao nó lại như vậy?
âm vực và các tiết điệu âm ngữ của tiếng Nhật của ngày hôm nay, người ta đã tìm ra cái gốc gác của nó phát xuất chính từ dòng giống Ngô Việt, một dòng giống Việt kiệt xuất mà cha ông của chúng ta, thậm chí ngay chúng ta cũng hay nhắc đến cái câu đầu Ngô mình sở. Cái chữ đầu Ngô mình sở, tôi nghĩ đó là chữ do những người chạy theo Hán học, chạy theo người Hán sau nhiều trăm năm sau đã dùng cái chữ đấy với cái tính cách miệt thị. Đầu Ngô mình sở nghĩa là những con người không có chung thủy, những con người ngày hôm nay có thể thế này, ngày mai lại thế khác, gọi là đầu Ngô mình sở. Trong khi sở cũng chính là một dòng Việt của thổ xa xưa, Ngô cũng chính là dòng Việt của thổ xa xưa. Đặc biệt Ngô Việt rất nhiều những dòng họ, những vị tướng mang họ Hùng. Từ đó cho chúng ta nhìn thấy cái nước Ngô Việt đó nó rất gần gũi với thời đại Hùng Vương của Việt Nam mà Thục Phán, tức là An Dương Vương Thục Phán đã cướp ngôi của vua Hùng Vương, thời Hùng Vương. Dĩ nhiên nói đến thời Hùng Vương nó còn có nhiều vấn đề để tranh cãi. Chúng ta ngày hôm nay không thể lý giải được tại sao tổ phụ của chúng ta lại đặt ra mấy ngàn năm cái triều đại, tức là cái thời đại của Hùng Vương, 18 đời Hùng Vương kéo dài cả ngàn năm, hơn ngàn năm. Một số những biến thiên của ngôn ngữ, một số những sự thay đổi của những người cầm quyền của các thời sau đó, của các thời tiếp sau đã làm thay đổi đi nhiều những tín hiệu, thay đổi đi nhiều những thông điệp của tổ phụ để lại. Vì thế mới có cái chuyện là 18 đời Hùng Vương kéo dài cả hàng, tức là tính con số đã số ngàn năm. Nhưng chúng ta phải ghi nhận vào được với lịch sử là có một dòng họ Hùng Vương tuyệt vời của sử sách. Sử sách đó là chính sử, chứ không phải là hoang sử, chứ không phải là giã sử. Việt của chúng ta, Lạc Việt của chúng ta, Đại Việt của chúng ta bị mất sử quá nhiều. Mất sử là tại sao? Khi những thời kỳ chúng ta thua trận, chúng ta đều bị đối phương, kẻ thù của chúng ta, thứ nhất là bắt nho, tức là bắt những người học giỏi, những người học thức của chúng ta. Cái thứ hai là đốt sách. Trong lịch sử của Trung Hoa, Tần Thủy Hoàng nổi lên như một vị ác quỷ, như một vị ác vương, mà tội nặng nhất, tội trầm trọng nhất ngày hôm nay người ta coi đó là tội đốt sách, chôn nhỏ. Trong khi ở Việt Nam của chúng ta biết bao nhiêu thời kỳ chúng ta đã bị đốt sách, chôn nhỏ. Cái trò cống sinh là gì? Nghĩa là những người giỏi, những người sinh viên, những người học, gọi là sĩ, là sĩ phu, cống sĩ, cống sinh, đều phải bị bắt đem về tổ. Mà điều mà chúng ta nhìn được trong lịch sử ngày hôm nay rõ mồn một nhất đó là thời nhà Minh. Bắt tất cả những người tài của Việt Nam, thậm chí là chúng ta nhân một nhân vật lịch sử Hồ Quý Ly. Hồ Quý Ly có một người con đặc biệt giỏi. Và chính người con đó sau này nhà Minh đã tôn lên làm bậc thầy của pháo binh, tổ sư pháo binh thời nhà Minh, kéo dài đến tận thời nhà Thanh. Đó là những điều để cho chúng ta thấy rằng đất nước của chúng ta không thể có được một dòng lịch sử, không thể có được những pho sử tồn tại với chúng ta. Chúng ta chỉ có truyền khẩu thôi. Và chúng ta muốn tìm hiểu về lịch sử, chúng ta lại phải đọc sử sách của Tàu. Sử sách của Tàu nó có một cái điều may mắn cho chúng ta rằng chúng không có một gọi là một quốc gia. Chúng có những nhà này nhà kia, nhà Chu, nhà Thương, nhà Hán, nhà Tống, nhà Nguyên, nhà Minh, nhà Thanh. Tất cả những cái nhà đó, nó đồng hóa cái nhà đó là nước của nó. Nó khác với nước Đại Việt.
triều đại nhà Trần thì gọi là nhà Trần nhưng quốc hiệu là Đại Việt. Triều đại nhà Hậu Lê quốc hiệu vẫn là Đại Việt hoặc có một thời kỳ gọi là Nam Việt. An Nam, Đại Nam và An Nam và Đại Nam. Thì đâu đó chúng ta kể cả một cái thời gian rất gần đối với chúng ta mới đây, chúng ta cũng lâm vào cái tình trạng đốt sách chôn nho. Năm 1975, 1976, 1978, sách vở của miền Nam Việt Nam bị đốt sạch. Những người tài, những người học giả của miền Nam Việt Nam bị bắt đi tù, bị bắn chết, bị thủ tiêu, bị đuổi ra biển. Ngày hôm nay trôi giạt và một số người còn sống sót trên nước người, nơi hải ngoại. Đó là một hình thức đốt sách chôn nho mà những người Cộng sản Việt Nam đã rắp tâm đi theo bước chân của Tần Thủy Hoàng. Nói về nho, cái Việt nho nó có trước Hán nho. Sau đó khi Tống nho hình thành, nó lại biến diễn biến theo một cái cách giải thích khác nữa. Khi Khổng Tử, một số những người gọi là đạo Khổng, tức là coi ông Khổng Tử là người lập đạo, lập ra nho giáo. Nhưng chúng ta hãy quan sát kỹ để chúng ta thấy rằng Khổng Tử chưa bao giờ nói rằng Khổng Tử là người lập đạo. Những cái cố gắng của những người Cộng sản Trung Hoa ngày hôm nay xây dựng những cái viện Khổng Tử đó chỉ là trá hình mà thôi, oan ức cho Khổng Tử. Đó chỉ là những viện gọi là viện an ninh, viện tình báo trá hình mà thôi. Khổng Tử khi học trò hỏi Khổng Tử rằng: thưa thầy, đạo từ đâu đến? Khổng Tử chỉ về phương Nam, Khổng Tử nói rằng đạo đến từ phương Nam. Khổng Tử là người nước Lỗ, vậy phương Nam của nước Lỗ là ở đâu? Thưa là ở vùng Chiết Giang. Từ đó cho chúng ta thấy tác giả của thậm chí là Hà Đồ và Lạc Thư, tức là những cái pho kinh sách cổ xưa nhất, kể cả về toán học lẫn về đạo học. Hà Đồ, Lạc Thư, tác giả nói đến chữ Lạc thôi, Lạc Thư là người ta phải hiểu ngay nó liên quan như thế nào về chế độ Lạc Tướng, liên quan như thế nào về chế độ Lạc Điền và liên quan như thế nào về dòng giống Lạc Việt. Nói đến Lạc Việt là phải nói đến Lạc Điền, nói đến Lạc Điền là phải nói đến Lạc Tướng. Một mô hình xã hội, một mô hình quân sự, một mô hình mang tính cách quốc gia rất sớm của Lạc Việt. Mà sau này những người Hán đã lấy cái mô hình đó, thậm chí lấy cả ông tổ của chúng ta, lấy cả ông tổ của nền văn minh phương Nam, tức là văn minh lúa nước. Lấy ông thần nông, lấy bà nữ oa, lấy ông Phục Hy để làm tổ của họ. Điều đó cho chúng ta nhìn thấy rằng những người cưỡi trên lưng ngựa thì không thể nào có thể làm về thiên văn, có thể làm được lịch, có thể biết gọi là thông bác, gọi là thông tường thiên văn địa lý được. Muốn thông tường thiên văn địa lý, muốn biết về kinh dịch, muốn học về kinh dịch, muốn am tường về kinh dịch, phải là những người của văn minh nông nghiệp. Nói đến điều này, chúng ta lại nói đến thời An Dương Vương có một người, một vị tướng tài giỏi, một vị quân sư tài giỏi, đã làm ra cái nỏ thần. Và cái nỏ thần đó, nếu bắn, nếu tấn công, một phát, gọi là một phát bắn, có thể chết cả hàng mấy trăm người đối phương. Ta
Ta không biết rằng điều đó nó có thật hay không. Nhưng những khảo cổ mà chúng ta tìm thấy ở những vùng đất của Cao Lỗ và An Dương Vương chung quanh thành cổ Loa, chúng ta tìm thấy được nhiều những tên nỏ hết sức đặc biệt, tức là nhỏ. Thay vì là nỏ tên của người Trung Hoa chỉ bắn được một phát một tên, thì gọi là liên tiễn, liên hoa tiễn của thời thục phán An Dư Vương đã tiến đến một cấp độ, gọi là một cấp độ văn minh đặc biệt. Có thể bắn một phát hàng trăm mũi tên. Và đặc biệt là cái gọi là cái nẫy nỏ thần lại làm bằng cái móng con gọi là thần kim quy. Chúng ta, huyền sử của chúng ta có những cái câu chuyện liên quan đến Mỹ Nương, Mỹ Châu và con trai của Triệu Đà, tức là Trọng Thủy Mỹ Châu. Câu chuyện Mỹ Châu lông ngỗng, một cái cuộc hôn nhân giữa Nam Việt, tức là Triệu Đà. Nam Việt lúc bấy giờ đã gồm lại Đông Việt và Tây Việt thành Nam Việt, trong khi một nửa Âu Việt còn lại phía nam của Vân Nam, có lẽ là dân tộc Choang bây giờ, của Vân Nam chạy dài xuống Hòa Bình, Thanh Hóa, Hà Nội là Lạc Việt. Thì thục phán An Dương Vương đã đồng ý với Triệu Đà để làm một cuộc hôn nhân, để các giống dân Việt lúc bấy giờ là hòa thuận với nhau. Tuy nhiên, Triệu Đà đã manh tâm đi đến sự phản bội, và con của mình là Trọng Thủy đã lấy được cái nẫy nỏ thần để phá được cái gọi là cái kỹ thuật chiến đấu, kỹ thuật phòng thủ của thục phán An Dương Vương. Nếu nhìn về cái nhìn kỹ thuật, chúng ta có thể hình dung đó chỉ là một cái cây nỏ thần. Cây nỏ có thể bắn được hàng trăm, hai ba trăm mũi tên một lúc. Nhưng một khi đã gọi là nỏ thần, thì chúng ta lại phải nhìn đến một cái ý thức triết khác. Tại vì nếu không có mang tính triết, thì nó không có cái chữ thần đi đằng sau chữ nỏ. Và làm ra nỏ thần kim quy, cái quan trọng nhất là cái nẫy. Thì cái nẫy đấy lại là cái móng của con rùa, tức là kim quy. Mà đã nói đến kim quy, đã nói đến con rùa, nghĩa là nói đến Hà Đồ Lạc Thư, là nói đến kinh dịch, là nói đến trên thì tường, tức là thông thiên văn, dưới là phải tường địa lý. Đó là khoa học kinh dịch. Rất nhiều người ngày hôm nay, chúng ta nhìn kinh dịch là những cái ông giả mù, đeo kính đen, ngồi giữa chợ bấm ba bấm biếc, gọi đó là mê tín dị đoan, là tức là dùng những cái chuyện đó vào trong những chuyện bói quẻ. Kinh dịch không thuần chỉ là bói quẻ. Bói quẻ chỉ là bậc thang thứ nhất trong 100 bậc thang của kinh dịch mà thôi. Bói quẻ là một hình thức sơ đẳng nhất để tìm hiểu về Hà Đồ, những con số trên Hà Đồ. Vì thế, Hà Đồ Lạc Thư. Từ tìm hiểu về Hà Đồ Lạc Thư, chúng ta sẽ thấy xuất xứ của kinh dịch. Chúng ta sẽ thấy khởi nguyên của kinh dịch và đâu đó bóng dáng con nghề xuất hiện. Chúng ta hãy tìm thật kỹ. Các anh chị em ngày hôm nay, đặc biệt các anh chị em có những ngôn, tức là tôi gọi là tam giác ngữ. Những anh chị em có quốc ngữ một cách đến nơi đến chốn, tức là chữ Latin, chữ Việt mà chúng ta đang trao đổi với nhau ngày hôm nay. Cái thứ hai là các anh chị em có Anh ngữ. Và cái thứ ba quan trọng đó gọi là tam giác ngữ. Đó là nho học, đó là chữ nho. Tôi nói chữ nho, tôi không nói chữ Hán. Bởi vì tôi lặp lại với các anh chị em trong đầu của tôi, Hán không có chữ, dân tộc Hán không có chữ. Dân tộc Hán chỉ ăn cắp chữ của người khác. Tần Thủy Hoàng chỉ có ăn cắp chữ của người khác để làm thành một, và sau đó người Hán, nhà Hán đã thừa hưởng để xiển dương, làm thành cái của mình.
cũng như lấy cả ông thần nông của chúng ta, lấy cả bà nữ oa của chúng ta để làm thành cái của họ. Tại sao tôi nói rằng lấy của bà nữ oa để làm cái của họ? Một cái pho tượng, một cái pho tượng đồng, khắc đồng cổ nhất ngày hôm nay còn giữ được sau khi khai quật mà UNESCO can thiệp vào để giữ gìn cẩn thận. Nó nằm ở Tân Cương. Trên cái bảng đồng khắc đó, hình rõ ràng hai hình ảnh. Một hình ảnh là bà nữ oa và một hình ảnh là của người đã phát hiện ra, đã làm ra 18 quẻ dịch đầu tiên. Vâng, bà nữ oa và vị gọi là tam hoàng, vị vua song song, ông thần nông, bà nữ hoa, nhất thời tôi vừa trình bày quên rồi, quên tên của vị tam, một trong vị tam hoàng đó. Anh chị em nào có trên trên màn hình xin xin gợi ra dùm, tôi vừa mới nhắc tên mà bây giờ tôi quên mất rồi. Người mà gọi là vạch vuông, vạch nền đất vuông để phạch, để mà phân chia thiên hạ. Thì từ từ nhớ, tôi sẽ trao đổi lại rõ ràng, đầu óc bây giờ bắt đầu loạn rồi. Tức là tam hoàng của Trung Hoa ngày hôm nay, thứ nhất là thần nông, thứ hai là bà nữ oa, và thứ ba là vua ông là người đã tìm ra những dòng đầu tiên, đã tức là đi bên bờ sông Hoàng Hà, đã thấy một con rùa nổi lên trên mặt sông Hoàng Hà. Khi con rùa đã tấp vào bờ thì vị vua đó đã nhận ra những cái vạch trên lưng của con rùa, trên con thần rùa kim quy, và đã làm ra 18, những vạch đó đã tạo thành 18 vạch đầu tiên để kiến tạo ra hình thái quẻ của kinh dịch và là nền tảng của cái gọi là chữ Hán ngày hôm nay. Chúng ta cần phải nhìn rằng dòng Bách Việt của chúng ta từ 3.000 năm trước đã có những vùng đất, vùng lãnh thổ rất rộng. Và sau khi Tần Thủy Hoàng thống lĩnh được quốc gia, thì họ đã gồm về một mối. Và người Hán sau đó đã trở thành thủ lĩnh và càng ngày càng xâm lấn đời sống bình yên của những quốc gia, của những dân tộc Việt trong dòng Bách Việt mang văn hóa nông nghiệp. Vì thế, những con người kiệt xuất của Ngô Việt đã phải trôi dần về phương Nam, đặc biệt những người mang họ Hùng. Chắc chắn đó là những con người đã gây dựng lên nước Lạc Việt đầu tiên, mang cái tính cách gọi là thời Hùng Vương. Vâng, rất cảm ơn anh Văn Phúc. Vâng, thưa Phục Hy, vua Phục Hy. Dạ vâng, là một trong vị tam hoàng, một trong ba người mà Trung Hoa gọi là tam hoàng, tức là tổ của Trung Hoa người ta gọi là tam hoàng ngũ đế. Thì tam hoàng đó là đặc biệt vua thần nông, vua Phục Hy và bà nữ oa. Thì bà nữ oa và ông Phục Hy trên cái tấm khắc cổ mà còn giữ ở Tân Cương bây giờ, còn giữ được ở Tân Cương bây giờ, thì trên là hình người. Ông Phục Hy tay cầm một cái thước, thước vuông đó. Thước vuông nghĩa là tính toán, nghĩa là chia đất, phân chia đất đai, rạch phân thiên hạ mà. Đó là cầm một cái thước, cầm một cái thước thọ bây giờ đó. Và bà nữ oa là ở bên phải bê một tảng đá có bảy màu.
Tại sao là, à xin lỗi, một tảng đá 5 màu. Tại sao là tảng đá 5 màu? Ngũ sắc. Và trên thân hình của hai người đó trên bức tháp cao nhất là từ phần rốn trở lên thì là con người, nhưng từ phần, tức là phần phần hạ chi, đặc biệt các anh chị em lưu ý, đó là đuôi. Đuôi của một con rồng. Chính vì thế mà chúng ta, người ta gọi là giao long. Dân tộc Âu Việt, dân tộc Lạc Việt, dân tộc Bách Việt là con rồng. Người ta gọi là con rồng cháu tiên. Tiên là gì? Tiên là con chim. Con chim hồng, con chim lạc. Rồng là long. Cái tín hiệu của bà nữ hoa và vua Phục Hy là tín hiệu trên thân thì là người, mà dưới hạ chi thì là rồng. Tức là cái đuôi, hai cái đuôi đó quấn vào với nhau, tức là giao long. Cái tín hiệu nó hết sức rõ ràng về cái di chỉ. Những cái di chỉ đó chứng minh như là một hình thức căn cước của dân tộc của chúng ta, là chủ thể của hình thái văn hóa Phục Hy và Nữ Hoa. Mà một khi đã nói đến Phục Hy là nói đến kinh dịch. Một khi nói đến Phục Hy là nói đến Hà Đồ, nói đến Lạc Thư. Tức là những cái kinh sách, những pho kinh sách căn bản để tạo lập nên cái triết lý, gọi là triết lý, ngày hôm nay người ta gọi là triết lý Trung Hoa. Kinh dịch là triết lý cốt lõi của kinh dịch. Về bà nữ hoa, tại sao bà nữ hoa lại bê, tức là đội một hòn đá? Người ta bảo rằng cổ nhân của chúng ta luôn luôn hay nói rằng bà nữ hoa đội đá vá trời. Hòn đá đó là hòn đá ngũ sắc, hòn đá năm màu, và chúng ta nhìn thấy rất rõ trên cờ của chúng ta, trên cờ của tổ phụ của chúng ta, mà một số những người sau này gọi là cờ phướn. Sở dĩ gọi là cờ phướn bởi vì đã có một thời gian dài nó trở thành, người ta dùng là đuôi nheo, tức là phải làm thành nheo chứ không phải là vuông nữa. Tức là cờ vuông là cờ lễ, cờ đuôi nheo nó mang cái tính cách, nó có tàng chế ở trong đó, nó có tàng thức ở trong đó. Cờ đuôi nheo khi mà gió bay mạnh nó không khác gì cái đuôi của một con rồng, bởi vì dù rằng lá cờ của tổ phụ của chúng ta, dù rằng cờ vuông hay là cờ đuôi nheo, tức là cờ tam giác đó, thì luôn luôn có những cái vảy chung quanh, những vảy như là vảy lửa, và năm màu tức là ngũ sắc nó tạo cho chúng ta rất nhiều những thông điệp của tổ phụ của chúng ta. Nó tạo ra kể cả những điều mà ngày hôm nay trong gọi là phong thủy người ta luận rất nhiều, người ta luận mênh mông luận về điều gọi là âm dương ngũ hành. Âm dương ngũ hành kể cả đi vào trong y lý, kể cả vào trong học thuật, kể cả vào trong y học, kể cả vào trong vũ trụ quan, càng nghiên cứu người ta càng thấy, nói giống như cụ Kim Định, triết đông càng đi càng tỏ, trong khi triết tây càng đi càng vào bế tắc. Nói triết tây càng đi càng vào bế tắc nghĩa là trong một chừng mực nào đó, cụ Lương Kim Định đã gần như từ chối cái vị trí, vị thế linh mục của mình. Bởi vì triết đông, triết tây có những sự đối lập. Triết tây là gì? Trong đó đã nói đến triết tây mà là tiến sĩ của tiến sĩ của thần học bên Công giáo, nghĩa là triết tây của cụ Lương Kim Định hết sức sâu đậm, hết sức đặc biệt. Mà một người uyên bác như vậy đã phải thốt lên rằng triết tây đi đến bế tắc, không mở ra được cửa thoát. Phải tìm về triết đông mới mở được ra cửa thoát. Và cội nguồn của triết đông nơi cụ Kim Định chính là đạo trường chung cho Đông Á. Đó là Việt Lý Tố Nguyên. Tức là lý luận Việt, căn gốc Việt, lý tính Việt là nguyên thủy của nho học, là nguyên thủy của đạo nho, là nguyên thủy của nho giáo. Mà đâu đó chúng ta lan man đến một vấn đề tâm linh,
mang cái chữ đạo. Đạo Gia Tiên. Đạo Gia Tiên của chúng ta là gì? Là chúng ta thờ kính tổ tiên của chúng ta. Là chúng ta thờ kính những người mà chúng ta coi là thần, chúng ta tôn lên làm thần. Thí dụ như là Hưng Đạo Vương. Tại sao có rất nhiều những vị vua của Việt Nam, từ thời nhà Lý đến thời nhà Trần đến thời nhà Lê, mà chúng ta không có vị vua nào được người dân, được toàn dân tôn làm vương, tức là đại vương, như là Đức Trần Hưng Đạo. Duy nhất Đức Trần Hưng Đạo được tôn làm đại vương và đi lên trên bậc thần mà trở thành thánh, tức là đạo thánh. Đức Trần Hưng Đạo, đạo đức thánh Trần Hưng Đạo là một nền đạo, là một tôn giáo đặc thù của Đại Việt, của Việt Nam ngày hôm nay. Từ Đạo Gia Tiên, thờ kính tổ tiên của chúng ta cần đặt một câu hỏi về một sự tương quan nào đó khi chúng ta so sánh với Do Thái giáo. Do Thái giáo họ thờ ai? Abraham, Jehovah. Chúng ta tìm về Do Thái giáo, đâu đó chúng ta thấy tổ tiên Bách Việt của chúng ta đã có một ý niệm còn sáng suốt hơn là Do Thái giáo. Và người ta đặt một câu hỏi với nhau rằng tại sao đất nước Do Thái bị lưu bạt, bị lưu vong cả hàng ngàn năm, hơn ngàn năm, gần 2.000 năm mà họ vẫn lập lại quốc của họ, tìm lại quốc gia của họ, thành lập lại được quốc gia của họ. Tại sao họ làm được điều đó? Thưa, là vì đạo của họ chính là đạo Abraham, Do Thái giáo. Do Thái giáo chính là một hình thức đạo gia tiên như của Việt Nam ngày hôm nay, như của Đại Việt ngày hôm nay, mà chúng ta đã bị lăng mạ, chúng ta đã bị báng bổ, đặc biệt năm 1930, 1940, 1945, 50, phong trào cải cách ruộng đất và sự xuất hiện của chế độ cộng sản đã đưa những con người ngu dốt lên làm lãnh tụ quốc gia và lùa hết những người gọi là trí phú địa hào, đào tận gốc, chốc tận rễ. Những rường cột của quốc gia đã bị tiêu diệt để cho bọn răng đen mã tấu ngồi trên ngai thống trị đất nước, dẫn đất nước của chúng ta giống như một con tàu phiêu lãng suốt 60 năm lao từ trên trời xuống dưới địa ngục. Ngày hôm nay chúng ta đang lấp lửng ở cửa địa ngục. Dân tộc Việt Nam ngày hôm nay, dân tộc Đại Việt, quốc gia Đại Việt, tổ quốc Đại Việt của ngày hôm nay đang lơ lửng giữa vực thẳm của địa ngục. Đó là thành quả của những con người răng đen mã tấu, communist, cộng sản, Comintech, đã dẫn đất nước của chúng ta, đã lèo lái con tàu đó suốt 60 năm, 70 năm, lao từ đỉnh núi xuống dưới vực thẳm, xuống dưới vực sâu. Chúng ta đã mất đạo mà chúng ta không biết. Đạo mất trước, nước mất sau. Nên ngày hôm nay, rất nhiều anh chị em của chúng ta thấy cái chữ gọi là chữ Hán. Tôi lập lại là gọi là chữ Hán nhé. Thấy điểu ngư, tức là chữ chân chim, là chúng ta mặc định rằng đây là tàu, đây là những thằng tàu. Chúng ta nói là tàu mà chúng ta không hiểu tàu nó là cái gì. Tàu nó là tàu thủy, nó là tàu bè, nó là ba tàu, nó là bốn tàu, hay là nó là năm tàu. Thưa các anh chị em, tàu là vô nghĩa. Tàu không có một quốc gia. Các anh chị em, chúng ta đã mất đạo. Chúng ta cần phải nhìn rõ với nhau điều đó. Đạo gia tiên của chúng ta cũng từng bị báng bổ và ngày hôm nay bị được nhìn dưới nhiều chiều kích khác nhau. Và rất nhiều người nói rằng nó không phải là cái đạo. Đạo gia tiên không phải là cái đạo. Nếu nói rằng đạo gia tiên không phải là một cái đạo thì Do Thái giáo cũng không phải là một cái đạo.
Bởi vì họ phát xuất là gì? Nó phát xuất từ những người gọi là dựng ra cái quốc gia của họ. Khi bắt đầu có chữ viết, khi bắt đầu có văn minh, có cái gì đó để lại, tàn tích gì đó để lại, để làm thành huyền sử, để từ huyền sử thành lịch sử. Do Thái giáo với đạo gia tiên, đối với tôi, một cái nhìn của tôi đó, về hai cái tôn giáo rất giống nhau, liên quan đến gia tiên. Tổ phụ, đạo thờ tổ phụ. Tổ phụ của người Do Thái là ai? Là Abraham, là Cain, trước khi tới những thời Moses. Và chúng ta rất nhiều người nói là Hùng Vương là một cái thời không có, thì chúng ta hãy tìm hiểu về lịch sử đi. Tôi xin kêu gọi những anh chị em có đang, tức là tam giác ngữ, những người có gọi là trung văn. Trung văn không phải là chỉ tiếng phổ thông của ngày hôm nay. Nếu các anh chị em chỉ học tiếng phổ thông của ngày hôm nay, các anh chị em không thể đọc được cổ ngữ, các anh chị em không thể tìm hiểu được cổ ngữ. Để rớt vào cái tình trạng như chúng ta ngày hôm nay, rất nhiều người không biết cổ ngữ của, tức là không biết chữ nho cổ nó như thế nào. Và chúng ta mặc tình chúng ta phán, chúng ta mặc tình chúng ta hò hét, chúng ta thấy chữ nho là chúng ta xỉ vả, chúng ta nói rằng đây là tàu. Thưa các anh chị em, thằng tàu nó đã lấy tổ phụ của chúng ta làm tổ phụ của nó. Chúng ta gần như đã mất tổ phụ của chúng ta. Chúng ta mất thần nông, chúng ta mất nữ hoa, chúng ta tam hoàng, chúng ta đã mất. Tâm linh, nền tảng tâm linh của văn hóa, nền tảng tâm linh của văn hóa nông nghiệp, chúng ta ít nhiều là chúng ta đã mất. Chúng ta mất vào tay kẻ thù, tức là thằng Trung Cộng ngày hôm nay. Những người Hán, những người Hán tiếm danh, hoặc những người Hán vớ vẩn. Tại sao tôi gọi là những người Hán vớ vẩn? Tôi có những người bạn, họ là người Quảng Đông. Quảng Đông tức là Đông Việt. Đông Việt của thuở xa xưa. Thì khi tôi hỏi họ là người gì, thì họ nói là Xin, là người Hán. Thì tôi nhìn mặt mũi của, tại vì chúng ta có thể phân biệt mặt mũi người Hán. Người Hán là mắt rất nhỏ, mắt sách rất nhỏ, sách không như người Nhật, sách không như người Triều Tiên. Cái sách đó là cái sách của con rắn, tức là mắt rất nhỏ, người ta gọi là mắt lá răm, tí hí, mắt lươn. Tức là rất mỏng. Nó khác với người Triều Tiên hay người Nhật, là mắt của họ dù là một mí nhưng là mắt to. Con mắt đó là con mắt cương trực, chứ không phải là gọi là con mắt tí hí mắt lươn. Đại đa phần người Hán là tí hí mắt lươn, tức là người Hoa Bắc. Thì đâu đó cho chúng ta cần phải nhận ra rằng chúng ta đã mất. Chúng ta mất, thậm chí là mất tâm linh liên quan đến tổ phụ của chúng ta. Và ngày hôm nay xin đừng oan uổng. Cứ nhìn thấy cái chữ Trung Hoa, gọi là Trung Hoa, chúng ta tạm gọi để dễ hiểu với nhau như vậy, thì chúng ta coi đó là tàu. Kinh dịch cũng là tàu. Hà Đồ Lạc Thư cũng là tàu. Tất tần tật là tàu hết. Cái đó là oan uổng vô cùng cho tổ phụ của chúng ta. Chúng ta mặc định để cho kẻ thù của chúng ta tuốt kiếm của tổ phụ của chúng ta để chém chúng ta. Cho nên đừng có bi quan, đừng có hồ đồ. Thậm chí là cái Tết Nguyên Đán cũng vậy. Tết Nguyên Đán là căn bản của lịch trăng, lịch mặt trăng, lịch âm dương, lịch âm của tổ phụ của chúng ta. Những người làm về nông nghiệp, văn minh nông nghiệp, âm lịch là tinh túy của văn minh nông nghiệp, và nó gắn liền với kinh dịch, nó gắn liền với khoa tử vi. Không ai dựa vào gọi là Tây lịch để luận tử vi, để làm tử vi, để làm phong thủy, để luận phong thủy cả. Chỉ có âm lịch mà thôi.
Và thậm chí ngay như là trong 12 con giáp cũng vậy, nó cả là một cái triết lý. Chúng ta nhìn thấy người Tàu họ không dùng con mèo, và họ đem con thỏ vào thành thay cho con mèo. Đó là một cái dấu tích, cái dấu chỉ của văn hóa săn bắt, văn hóa săn bắn. Con thỏ là miếng ăn của những người du mục. Nó khác hẳn với người phương Nam, người trọng văn hóa nông nghiệp. Con mèo là gắn bó với đời sống nông nghiệp. Không có con mèo trong nhà là không được, chuột mát phá hoại hết. Con rắn cũng vậy, phải có con rắn thì mới trị được chuột ở ngoài đồng. Giống như trong nhà phải có con mèo thì mới trị được con chuột ở trong nhà. Cho nên đem con thỏ vào, nó là một cái điều gọi là ngô nghê vớ vẩn. Mà nó là điều may, vì cái sự ngô nghê ngớ ngẩn đó cho chúng ta nhìn thấy được âm lịch là của chúng ta, là của giống Bách Việt. Tôi trở lại cái chuyện mà tôi có những người bạn, họ là người Quảng Đông, tức là người Đông Việt. Nhưng luôn luôn họ vỗ ngực bình bịch, tao là người Hán. Thì khi mà xin được coi gia phả của họ, mình mới thấy rằng kể cả về tên của dòng họ, kể cả về xuất xứ của dòng họ, những cái ngôi làng như thế nào, những bên Việt Nam của mình, từ đường, những cái từ đường như thế nào, chúng ta nhìn thấy rất rõ. Đây là văn hóa của mang di chứng, mang gọi là căn gốc của Đông Việt, của người Quảng Đông, của Đông Việt. Nhưng họ nằng nặc, họ vỗ ngực, họ nói là tao là Hán, tao là người Hán. Và khi chúng ta lại tiếp cận với những người thực sự có học, thì những người có học họ lắc đầu và họ rất giống với chúng ta trong một cái sự chua xót. Họ nói rằng có rất nhiều người Quảng Đông ngày hôm nay không biết mình là người Quảng Đông, mà chỉ biết mình là người Hán mà thôi. Và thưa các anh chị em, chúng ta, đất nước Việt Nam của chúng ta, nếu chúng ta không lấy lại, nếu chúng ta không giành tự lực tự cường cho chúng ta, thì 10 năm nữa hoặc là 20 năm nữa, hầu hết 80% những người Việt Nam cũng sẽ giống như những người bạn của tôi, tức là những người Quảng Đông vỗ ngực của mình, tao là người Hán. Thưa các anh chị em, kết thúc của cái buổi live stream khởi mào ban đầu của cái chuỗi mang tính cách tâm linh về đạo. Đạo đối với tôi không phải là tôn giáo, không phải là thuần túy là Phật giáo, là Công giáo, là Phật giáo Hòa Hảo hay là Cao Đài. Mà tôi xin gợi lại hai cái hình ảnh mà ban nãy tôi vừa mới trình bày. Đạo gia tiên của Bách Việt và Do Thái giáo có những sự tương đồng, đó chính là tổ phụ của chúng ta. Chúng ta thờ lạy, thờ kính tổ phụ của chúng ta. Xin chào các anh chị em và xin hẹn các anh chị em những đề tài sau. Với những đề tài như thế này, chắc chắn sẽ không có bao nhiêu người theo dõi. Hoặc là có theo dõi thì cũng vào 1-2 phút sẽ đi ra ngay. Tôi coi đây là một cái nỗi buồn mà có thể ngày hôm nay nó còn là nỗi buồn của ít người. Nhưng có thể là 5 năm nữa hay 10 năm nữa nó sẽ là nỗi buồn của nhiều người. Và nếu làm được một cái vai trò như là một người gióng, tức là gõ một cái tiếng chuông, gõ một tiếng trống báo động, báo hiệu rằng chúng ta đang nguy hiểm, rằng dân tộc của chúng ta đang nguy hiểm, rằng chúng ta đang mất đạo đấy, thì tôi xin là một ông mõ làng. Vị trí, vị thế của một người mõ làng là đi rao, đi thông tin, đi kêu lên rằng thưa các ông bà, chúng ta đang bị nguy hiểm. Vâng, thưa các bác, thưa các anh chị em, tôi là một người mõ làng. Kiến thức không nhiều, nhưng thao thức. Và tôi dùng mạo muội đem cái thao thức của tôi để trôi nổi vào trong những mạch trao đổi mang tính cách nội dung rất lớn như thế này. Và lặp lại cùng với các bác, các anh chị em, các vị trưởng lão rằng đây chỉ là vai trò của một người mang một cái nhiệm vụ mõ làng. Tôi đi khua mõ trong đêm trường tầm tối. Và rất mong những vị học giả,
những vị thực sự là trí thức, xin cùng ngồi lại với nhau để chúng ta cùng nhau khua những tiếng mõ để dân tộc của chúng ta tỉnh ngộ. Xin chào các anh chị em, xin mạo muội gửi đến các bác, các anh chị em một lời xin lỗi, một lời xin tha thứ nếu như tôi có những sự trình bày làm xúc phạm đến các bác, các anh chị em. Xin kính chào các anh chị em, xin kính chào các cô, các bác.